Đây là chiếc BMW 740 2016 với cái giao diện hiện tại đang là ID6, ID5. Sorry mình nhầm, đây là ID5. ID5 nhé. Mình sẽ thực hiện việc upgrade lên ID6 mới nhất của dòng này. Với tính năng như con này là không có CarPlay không dây. Đây, menu mobile device đây thì không có CarPlay không dây. Mình sẽ thực hiện việc nâng cấp CarPlay không dây luôn con này nhé. Đây này, đây là giao diện ID6 này. CarPlay này. Bản đồ full đi xem. Full bản đồ đây. Thoát lại này. Thái Hà. Đấy. Full luôn. Xe đã vui đấy. Ok rồi đấy.